khi mà tới cái tuổi cứ mỗi năm nó khác đi, và da của mình tất cả mọi thứ nó đều lão hóa. Chị cũng không phải là cái người siêng làm đẹp đâu, nhưng mà nhiều khi chị chạy xe ngoài đường cái chị thấy những cái quảng cáo của Khanh Mai mà gương mặt của chị Mai nó người ngời, trời ơi nhìn mê mẩn, mà nói trời ơi bà chị của tôi đúng là người đẹp không tuổi. Mình phải chạy tới chị để xin bí quyết và cái cách nào để giữ được cái sự thanh xuân của chị như vậy. Cuối cùng chị đã quyết định một cái tới đây luôn. Nó căng căng làm sao, nó ngộ thiệt á. Xăng hơn dạ, nó xăng chắc lắm. Xăng ơi là xăng luôn nè. Bình thường của Châu á là Châu nghiêng như vậy nó hay bị đổ, mà bây giờ mình nghiêng như vậy mình không thấy nó đổ luôn nè. Mà đây là mới có 10% thôi đó chị. Đúng rồi. Nó căng lên thấy da mình có vẻ sáng hơn. Dạ đúng rồi, da nó căng sáng hơn. Dạ. Thì của chị là có cái độ và có độ sẹ vùng má này rồi. Dạ. Thì trong quá trình điều trị bác sĩ có tập trung nhiều cho chị vào cái vùng này để mình cho nó săn chắc lên để tránh cái việc đổ sẹ má về sau này. Thì để điều trị được cái vùng sẹ vùng này và rãnh mũi má sâu và vùng dưới mắt nhăn, đuôi mắt và vùng nâng cung mặt. Tuyệt quá quý vị ơi, tới đây tới với BB Thanh Mai đi.